xin chào cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cả nhà của mình tô bức tranh để làm một con tôm như này và mời cả nhà của mình đón xem. Thank you.
sao bao giờ mình vừa tô xong bức tranh một con tôm như này, cảm cả nhà đón xem video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo.